Hello, hôm nay chúng ta quay lại với ACB nhé, rất có thể là buổi cuối luôn. Hôm rồi thì như là hôm thứ thứ năm đúng không, là có một cú cổ phiếu này rồi, đúng rồi, 125. Chắc là khả năng đồ thị của AKFF chưa điều chỉnh rồi, và chính hôm này 31 về 25, cũng không biết giá, hình như là cũng chỉ na ná giá ấy thôi, đúng không? Mình thử kiểm tra cái xem nhé. Nhầm ba, nhầm 316 đúng không? Như vậy là cũng xem mấy cái giá ở đoạn này thôi. Như vậy là mấy vừa rồi thì bản ACB cũng không thay đổi giá đúng không? Và mà so với cái đây khoảng 2-3 tháng thì giảm nhẹ đúng không? Theo cái giá như vậy. Và số lượng cổ phiếu thì bây giờ là khoảng 3 tỷ 3 rồi. Và gần đây thì không có thông tin gì mới cả đúng không? Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra lại nốt đúng không? Hôm hôm trước thì mình có nhập lại cái hôm nay tranh thủ trước khi quay mình có nhập lại được cái lãi suất đúng không? Ở trong các cái phần trước thì chúng ta biết là tín dụng được coi là chủ đạo rồi, chiếm đến 79% thu nhập hoạt động của bên ngân hàng. Thế còn nếu mà như cho toàn 20 thì khoảng 80 đúng không? 20, 21, 20 đều 80 hết. Quý 1 năm 22 thì khoảng tầm 79, 74 đúng không? Cơ bản thì nó cũng ở xem một cái tỷ lệ đấy. Cái mảng thứ hai là mảng dịch vụ thôi, như vậy là cơ bản là như vậy. Thế còn bên cái mảng về chi phí hoạt động đúng không? Thì gần như ở đây chủ đạo chính là chi phí cho nhân viên đúng không? Ở đây thì thấy khoảng 40% đúng không? Liên quan thu nhập hoạt động. Và cuối cùng thì dự phòng đúng không? Ở đây thì rất là may là quý một năm nay thì không phải dự phòng. Và thực tế là được hoàn nhập lại đúng không? Cho nên nó bù được một cái phần dự phòng một khoảng 136 tỷ gì đấy. Thế còn liên quan đến ở đây thì mình tính thử cái lãi suất đúng không? Và lãi suất bên này thì hình như là không biết là tính được lãi suất cho vay ra chưa, hình như là chưa. À, đây, khoảng 1,8 đúng không, nếu mà chúng ta nhân 4 lên cho đủ kỳ hạn năm thì nó khoảng tầm 7,2. Như vậy là lãi suất vẫn đang có xu hướng giảm dần đúng không? Còn ở đây thì trong mấy khoản đây đúng không, gọi là lãi từ cho vay đúng không, là 8,5%, và bằng cách lấy cái dư nợ đầu kỳ cuối kỳ đúng không, 31 tháng 3 2022 và 31 tháng 12 năm 2021 đúng không, chúng ta nhân 4 lên chia cho cái thu nhập mà thực tế ACB là thu được đúng không? Ra khoảng 8,5. Quý một năm ngoái thì được khoảng tầm 9,1 đúng không, 9,12. Như vậy là lãi suất cũng có xu hướng giảm dần đúng không? Ở đây thì chẳng qua là số tuyệt đối tăng lên thôi, tức là dư nợ cao hơn thôi. Thế còn lại theo cả năm 20 đây đúng không, đây là 21 thì chúng ta cũng thấy là cũng có xu hướng giảm dần đúng không? Và còn bên gọi là chứng khoán đầu tư đúng không, ở đây thì theo cái thuyết minh của ACB đúng không, mình nhìn được thì là họ có cái họ gộp đúng không, chứng khoán kinh doanh chứng khoán đầu tư họ gộp là một, và ở đây thì mình cũng gộp luôn và cho nó thích gộp thì gộp đúng không? Chung thì đâu đó khoảng tầm 3,8 gì đấy đúng không? Nói chung là cái các cái dưới thì lãi suất rất là thấp đúng không? Gọi là trên thôi đúng không? Như vậy là chủ đạo ở Việt Nam thì thu nhập vẫn phải là từ tín dụng thôi, không cách nào khác cả. Và trong cái 9.054 tỷ thì có đến 7.900 là liên quan đến cho vay đúng không? Còn các khoản khác là phụ. À, chứng khoán đầu tư rồi kể cả là cho vay tiền gửi ngân hàng khác đúng không, các cái khoản đấy mình nghĩ là phụ hết. Và đấy đấy là thế còn ở bên phía gọi là phía 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 huy động đúng không, phía huy động thì chúng ta có một cái thứ rất là chủ chốt chính là lãi tiền gửi của khách hàng và chúng ta lãi trả phát hành giấy tờ có giá. Ở đây thì tổng là 3.600, thì riêng cái mục mà lãi tiền gửi đã là 3.001 rồi đúng không? Như vậy là gần như đây là chủ đạo rồi. Và năm ngoái năm nay thì chi phí tiền lãi thì cơ bản vẫn là khoảng 3.600 đấy là cho quý 1, và theo như tỷ trọng đấy ở đây thì chúng ta thấy là cái cũng phương pháp tính như vậy đúng không, đầu kỳ cuối kỳ chúng ta chia chia đôi đúng không, mà nhân 4 để ra kỳ hạn năm thì có thể thấy là cái chi phí đồng vốn của ACB là khoảng tầm 3,3. Và 3,3 cũng được coi là giảm rất là tốt. Ở bên này thì giảm mất khoảng 0,56. Và bên này thì giảm được 0,4 đúng không? Và như vậy tính ra thì
thu nhập giảm nhanh hơn là chi phí lên tiền gửi đúng không? Nhưng mà đây vẫn là một điểm sáng đúng không? Mà chúng ta sẽ cùng check thử đúng không? Đây 0,78 này, toàn thị trường là 0,84 đúng không? Như vậy là cơ bản là ACB cũng đang có chi phí huy động 4 thấp hơn thị trường đúng không? Như vậy là tốt. Và còn các năm trước đây đúng không? Đây là đi vay đúng không? Cho vay. Thế còn đây là huy động đúng không? Huy động cũng giảm đúng không? Năm 2021 giảm rất mạnh trong 20 và chỉ có mỗi cái trả lãi phát hành rơi giá thì ở đây mình cộng công thức đầu kỳ với kỳ nó rất có thể trong kỳ nó có cái cú họ vọt cái phần này lên đúng không? Nên mình chưa thời gian check đúng không? Và chỉ tính lấy báo cáo kiểm toán năm 2020 thôi đúng không? Chúng ta ra số liệu dù sao thì đây cũng không phải là khoản lớn đúng không? Khoản lớn nó nằm ở chỗ cái trả lãi tiền gửi kia cơ đúng không? Nên là cái kia là quan trọng nhất. Và như vậy trên chi phí động đúng không? Rồi trên cả lãi suất cho vay đúng không? Đều được coi là tương đối tốt đúng không? Mặc dù là xu hướng chung là sẽ giảm dần, rất có thể sau đây 22 sẽ không giảm nữa đúng không? Mà mình nghĩ là sẽ tăng mà năm năm sau 23 đúng không? Thậm chí có thể sẽ còn nâng lên một chút nữa. Tạm thời tình trạng là như vậy đúng không? Như vậy là ACB sẽ chống lại bằng cái cách là họ tìm cách là tăng cái tỷ lệ không tiền gửi không kỳ hạn CASA lên và sau đó thì sẽ làm cơ sở đúng không để tăng cái NIM lên và đấy là cái chủ chốt. Vì hiện nay theo thống kê vẫn đang làm rất là tốt và để gọi là cái chính. Và còn ở đây thì chúng ta có vài cái báo cáo là chính thôi. Ta cũng có thể tóm lại là hoạt động tăng trưởng tiền gửi thì hơi chậm đúng không? So với mặt bằng chung, hoạt động cho vay thì ok hơn đúng không? Rồi lãi suất cho vay của ACB cũng ok đúng không? Vận hành hoạt động cũng rất là tốt đúng không? Cũng bị tăng nhưng mà nhìn chung thì cái lãi biên thuần đúng không? Là cũng vẫn nhích lên đúng không? Cơ bản là mình thấy chung theo gian có đúng quý 1 vừa rồi thì chưa kiểm chứng được. Thế còn lại cả năm thì trong mấy năm qua là đều cơ bản là đều đang nhích lên đúng không? Đấy, sau đó bằng chung thì chưa bằng nhưng mà nó vẫn đang nhích dần này và ACB có cái độ phụ thuộc vào tín dụng tương đối cao đúng không? So với bằng chung và vấn đề nợ xấu là điểm mạnh của ngân hàng đúng không? Họ quản lý rất là tốt như vậy là họ về mạnh rất mạnh về ưu đúng không? Quản lý nợ xấu đúng không? Dù ra cái tỷ lệ dự phòng rất thấp đúng không? Rồi chi phí vốn giảm mạnh và giảm mạnh cho thị trường. Ở đây chỉ có cái nhược điểm lớn đúng không? Rồi cái tăng trưởng tín dụng đúng không? Tăng khá là như vậy chỉ có một cái duy nhất là họ tăng trưởng tiền gửi đúng không? Mà mình thấy chậm mà thực ra vì thực ra nguyên nhân chính là ông ấy chỉ tập trung vào tăng không kỳ hạn, còn cái tăng kỳ hạn thì mình thấy không tăng và đấy đây là vấn đề chủ đạo và đấy là cái ACB đúng không? Nhưng mình nghĩ ở đây khả năng họ sẽ quản lý cái tín dụng rất là chặt chẽ và nhìn chung thì vẫn được coi là một ngân hàng tốt đúng không? Chỉ số không phải là tuyệt đối nhất về mặt mảng đúng không? Nhưng mà mọi thứ đều ok, ROE là rất là cao, ROE thì cao và phản ánh cái hiệu quả và thậm chí là năm tới còn dự kiến là có thể có sẽ chia tiền mặt 10%. Tài chính phải rất mạnh thôi rồi được ngân hàng nhà nước thông qua thì mới có thể làm như thế được. Rồi. Còn nhiều điểm duy nhất đúng không? Mình thấy đây là họ tăng trưởng tiền gửi rất là chậm đúng không? Và chủ yếu ở đây là do họ quá tập trung vào tiền gửi không kỳ hạn đúng không? Nên chi phí để giảm chi phí vốn cho nên là cái tiền gửi kỳ hạn tăng chậm. Và hy vọng được tới là sẽ cải thiện được về này. Và thế còn lại thì đến giờ một cái ưu điểm nữa là cái tiền gửi đúng không? Bây giờ là vẫn lớn hơn cho vay, như vậy là vẫn còn dư địa để cho vay tốt. Nhưng cái việc này thì không thể kéo dài mãi đúng không? Rồi số muộn họ cũng sẽ phải tăng lãi suất thêm.
Rồi như vậy là đấy là một vài cái thông tin liên quan đến báo cáo tài chính của ngân hàng đúng không? Ở đây thì mình sẽ kiểm tra cái xem như nào. Không, đúng không? Một cổ đông vừa sang tay 9 triệu đúng không? À cổ đông xem. À rồi 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 rồi. Vâng, vậy là hình như mới mấy hôm trước mà mình kiểm tra cái nó có thể liên quan đến cái đám Dragon. Đây 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 đúng không? Có cú mấy lệnh thỏa thuận đúng không? ACB thì từ lâu đã full cái zoom 30% rồi, do đó cổ đông ngoại mà muốn mua của muốn mua thì chỉ có bán mua của ông khác đúng không? Đúng rồi, lệnh thỏa thuận rất nhiều. Vâng. Dạ vâng, như vậy không có gì. Vâng. Mình check cái xem nó như nào. Vâng, có một cái quyết định quan trọng là bổ nhiệm tổng đốc mới là từ tháng 1 đúng không? Vậy thông tin tài chính thì mình nghĩ là chắc chỉ đến đây thôi đúng không? Thực ra thì cũng có thể xem được cả bên bên gì ở bên 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 lưu chuyển tiền tệ đúng không? Thực ra cũng không cần thiết lắm. Và bên doanh nghiệp xuất kinh doanh thì chắc là mình sẽ tập trung cái xem cái này hơn đúng không? Một lần nữa kiểm tra lại xem là có cái gì đặc biệt không. Như vậy là cũng cơ bản là xong được cái báo cáo chính rồi đúng không? Và còn đây thì nếu chúng ta có check thêm một vài cái ở phía dưới thì nếu có nhiều thời gian thì sẽ làm thêm đúng không? Nhưng cơ bản thì những vấn đề chủ đạo là vấn đề về 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 lãi suất đúng không? Cho vay, lãi suất tiền gửi, rồi chi phí hoạt động, rồi dự phòng nợ xấu đúng không? Đấy, những cái cực kỳ chủ đạo thì mình thấy cũng không vấn đề gì cả. Và thế còn ở đây thì có một cái nhỏ đúng không? Nói chung là hàng năm thì ACB cũng có tăng tăng người đúng không? Tăng người ở đây thu nhập của nhân viên đây. Mình trích trong báo cáo chính thôi. Còn đến nay thì mấy năm qua đều tăng rất là mạnh. Và cái đây 5 năm thì thậm chí còn thấp hơn bình quân, nhưng bây giờ thì đã cao hơn rồi, mà cao hơn đáng kể. Và như vậy tạo điều kiện để giữ người đúng không? Đạt chính sách. Nó giống như cái việc là mình lãi suất mình cho vay cho cái thị trường chung thấp thì chắc chắn là mình sẽ lọc được khách. Và giống bên này thì thu nhập cao hơn đấy là cái cơ sở để giữ người tốt và đấy là một cái quan trọng. Tất nhiên là một chiều ngược lại thì cái chi phí cao đúng không, nhưng mà ở đây thì nó hiển thị ra lợi nhuận rồi, như vậy là cũng ok đúng không? Như vậy cũng con đây là ưu điểm đúng không? Wow. Cũng có thể có nhiều người cho đây là nhiều đúng không? Ở đây thì cái thông tin đúng không? Tháng 1 thì có thay đổi tổng giám đốc và có lên một cái từ tiền phạt và bắt đầu từ tháng 1, như vậy cũng rất mới. Và đây bảo cho cà phê có rất tin luôn. Và họ đầu tiên là có tổng đốc mới đây đúng không? Đây là mới toanh. Mà đây như vậy là và anh Toàn đúng không? Thôi rồi rồi đúng không? Chúng ta nhiều của viên ngân hàng là giống thích rồi rồi 15 tháng 4 đúng không? Như là thời điểm này như là vẫn còn đang ok thì phải. Thời điểm ấy giá cổ phiếu chưa giảm mạnh. Và VIB cũng tăng rất mạnh. Và đây giá mục tiêu đúng không ạ? Thế nên là hôm trước kia thì đâu khoảng 31. Và ở đây thì
Ngân hàng ngoại họ cho rằng là 49 đúng không? HSBC cho rằng 43. Đồng Việt thì cho là 42 đúng không? Hiện tại thời điểm báo cáo này là 33. À, tất nhiên là hồi đấy thì thị trường chưa giảm mạnh. Nhà này ACV này, quyết định quyết biên bản này, ước lái cái này thì hôm trước mình xem rồi đúng không? Rồi có quyết định với công ty cho thuê tài chính đúng không? Nhưng mà nhớ ông bán này công ty này cũng nhỏ thôi. Công ty chứng khoán nó lớn hơn. Đây này, 1.200 tỷ. Mà không có gì. Và giải trình kết quả kinh doanh của năm 2021. Và mình xem họ là trình gì. 21 đúng không? Vâng, chủ yếu do lãi theo báo cáo hợp nhất đúng không, là tăng 20 gần 25. Chủ đạo ở đây do lãi thuần tăng dịch vụ rồi rồi nói chung nó cũng trích báo cáo chính cho mà cái thông tin này không có gì cả. Và chắc cà phê họ trích lại viết lại rồi.